bổ nhiệm thăng thiên, tài năng xuất chúng và cái hàm thầy địa lý. Phải nói rằng, trong lịch sử thăng tiến của cán bộ, công chức Việt Nam đã từng có những pha vượt cấp khá ngoạn mục, nhưng đạt tới 4 lần trong một năm thì quả là hiếm, rất hiếm. Người đạt được kỷ lục này hẳn là một tài năng xuất chúng, thậm chí là bậc thiên tài. Thế nhưng nó đã xảy ra đối với ông Vũ Quang Hải, con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Con đường thăng tiến của ông Vũ Quang Hải lại một lần nữa nóng khi ngày 30 tháng 9, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lần thứ hai có văn bản yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra, làm rõ căn cứ pháp lý, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục liên quan tới việc tuyển dụng, bổ nhiệm hàm vụ phó, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp đối với ông Hải. Chỉ trong vòng hơn một năm ở Bộ Công Thương, do người cha Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng, ông con Vũ Quang Hải đã thăng tiến 4 lần, đó là chức danh kiểm soát viên của một tập đoàn kinh tế lớn Vinataba, chức danh phó vụ trưởng, chức danh thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Sapeco. Đây là một kỷ lục về tốc độ thăng chức. Theo bình luận của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính tại Việt Nam VAFI. Tuy nhiên, trong văn bản trả lời VAFI, Bộ Công Thương cho rằng việc bổ nhiệm này là đúng quy định và việc bổ nhiệm hàm phó vụ trưởng cho ông Hải là để tạo điều kiện và vị thế cần thiết cho các cán bộ được cử làm kiểm soát viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các tập đoàn, tổng công ty, đồng thời nâng cao trách nhiệm của kiểm soát viên. Các kiểm soát viên này chỉ mang hàm phó vụ trưởng, không hưởng phụ cấp chức vụ và cũng không tham gia điều hành với tư cách phó vụ trưởng tại bất cứ đơn vị nào của Bộ. Bình luận về việc này, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương SIAM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo đó là quy trình trơ trẽn. Qua đọc trên báo chí về nội dung Bộ Công Thương gửi VAFI khẳng định việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải ở Sapeco là đúng quy trình hay đúng quy định, tôi chỉ có thể nói đó là sự trơ trẽn, không còn gì để nói, ông Cung nói. Mà ơ hay nhỉ, cái hàm té ra chỉ để tạo điều kiện và vị thế cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tức là nếu thiếu cái hàm đó thì nhiệm vụ sẽ không hoặc hoàn thành nhưng không tốt. Nhớ lại cách đây gần một năm, tháng 11 năm 2015, ông Nguyễn Thái Bình, khi đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã phân trần với Quốc hội rằng chúng tôi cũng đã báo cáo, tính đến thời điểm hiện nay, các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước chưa có văn bản nào quy định về cấp hàm đối với một số cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với một số đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức. Lạ, những mình rất nhiều sự rất lạ. Một việc làm mà cụ thể ở đây là một chức danh không được quy định trong bất cứ một văn bản nào, tức là một chức danh ma, trái pháp luật, một dạng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng nó vẫn cứ tồn tại, mà tồn tại từ lâu, rất lâu. Chợt nhớ câu ca dao về cái hàm của thầy địa lý rằng hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn. Ui cha, cái hàm của thầy địa lý thì ngoài răng còn có lợi. Chẳng biết nhiều hàm dân nước có được lợi hay lắm hàm thì nhiều răng, mà nhiều răng thì nhai khỏe. Nhỡ đâu ăn của dân không từ một thứ gì thì lo lắm các bạn nhỉ.